Em xin chào tất cả quý khách hàng đến kênh ICU Club của em ha. Thì trên một cái diễn cảnh mà kinh tế khó khăn, đang lạm phát như hiện nay á, thì nhà nhà thì người người á hiện tại đang để tiền chờ một cái cơ hội nào đó để đến với mình và mua, thí dụ như từng xe bất động sản, ví dụ như cái giá hời cho quý khách hàng nhé. Thì trong thời khắc này thì giá xe và bất động sản hiện tại đang xuống rất là nhiều cho quý khách hàng. Chẳng hạn như con xe trước mặt quý khách hàng là con xe Isuzu B7 Plus, thì cái con xe này là giá của nó chưa tới 1 tỷ nha, 900 mấy nha. Cho nên thì quý khách hàng có thể lựa chọn con này thì cái 900 chưa tới 950 triệu luôn quý khách hàng, thì nó quá hời cho quý khách hàng để mà có thể lựa chọn một con Isuzu B7 Plus bản số tự động tiêu chuẩn. Quý khách hàng có thể đi dịch vụ gia đình hay là đi những cái sự kiện hay là công tác do của công ty của mình, thì quý khách hàng có thể lựa chọn con này nha. Tại vì sao? Cái con này nó đáp ứng đầy đủ hết cho quý khách hàng. Động cơ 1.9 lít có turbo thì tương đương khoảng 2.4. Thì con xe của mình là nó đáp ứng 150 mã đầy đủ công suất cho quý khách hàng, cho nên quý khách hàng cứ yên tâm mà dùng. Và xe của mình là hiện tại đang có sẵn giao ngay trong một cái tâm thế khủng hoảng như thế này, thì quý khách hàng lựa chọn cái dòng xe hiện tại bây giờ giá rất là tốt cho quý khách hàng nha. Em khuyên thật, nên quý khách hàng hãy mua trong thời gian này. Nếu mà qua cái thời gian này thì giá nó sẽ lên lại, thì quý khách hàng sẽ mất đi phải cả vài chục triệu đến 100 triệu luôn đó nha. Rồi ok, thì em đi sâu luôn. Thì cái con này là Isuzu MuX 2023, thì cái mặt tảng ca lăng mới nè, và tảng ca lăng mới sậm màu kèm với đó là chữ Isuzu đã được thu nhỏ thêm, tích hợp ít mạ chrome kèm theo trên xe nữa nha. Kèm theo trên xe. Và cái con này là bản thiếu cho nên nó sẽ không có cảm biến trước cho quý khách hàng nha, không có cảm biến trước, và cũng như hệ thống sensing mà Isuzu, chẳng hạn như gặp chướng ngại vật thì xe nó sẽ tự dừng, nó sẽ không có cái đó cho quý khách hàng nha, không có cảnh báo điểm mù luôn, không có khoanh đẳng cấp luôn đó. Đó là như vậy, gọi là hệ thống sensing khi gặp chướng ngại vật đó đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái phần đèn trước của mặt ca lăng chúng ta sẽ có là phần đèn bi led nâng hạ đèn nha quý khách hàng nha, nâng hạ đèn tự động, kèm với đó là có cái đèn ban ngày tích hợp luôn trên này luôn, hình móc câu tạo ra một cái điểm nhấn cực lạ cho quý khách hàng. Thường là những cái xe mới giờ thì đèn ban ngày đó là phong trào của bình thường này, quá bình thường rồi, cho nên em không nói nhiều. Và tích hợp cái đèn xi nhan báo rẻ ha, ngay gần cụm đèn led này luôn, giúp cho nó định vị sáng tốt hơn đó, thấy không, quý khách hàng có thể chọn lựa cho mình ha. Rồi ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần đèn bi led ở phía dưới nè đó, bi led như quý khách hàng nha. Bi led thì cái bi led này nó thuộc dạng cầu thôi, nó không phải rồi tơ nha, tạo ra cho quý khách hàng một cái ánh sáng trắng giúp định vị tốt hơn, và kèm theo một cái mạ nhám xung quanh đèn tạo ra cái nét đẹp của xe. Vậy thôi. Thì trên cái động cơ này thì hiện tại em đang cho nổ máy á, em đang đưa cái mic sát vô trong đây để cho quý khách hàng nghe cái tiếng máy đâu, nghe tiếng máy đó. Rồi và mình sẽ đi bên hông xe chúng ta sẽ có là bên hông xe có mâm là mâm 18 inch dạng đa chấu cho quý khách hàng nha, đa chấu không phải mâm phay đâu, dạng đa chấu mà kiểu mâm đúc hợp kim á. Và kèm theo đó là chữ Isuzu đặt nằm giữa, 4 phanh đĩa nha quý khách hàng, 2 phanh đĩa trước, 2 phanh đĩa sau. Đây là 2 phanh đĩa trước ha. Thì cái phanh đĩa này giúp cho quý khách hàng có thể là tính năng trơn trượt được cái thứ này, nó rất là tối ưu ha, tối ưu lắm. Và khung gầm rời nè, sử dụng lò xo trục hay là các thứ nè đó, nói chung là bên em đã về cái tính năng sử dụng như là phục giảm chấn nè, trục lái thì bên em đã điều chỉnh được cái thứ là nói chung là từ lúc mà quý khách hàng nhận xe rồi, cho nên quý khách hàng cứ yên tâm. Tại sao? Cái đó là những cái việc vặt của Isuzu thôi, không đáng để cho quý khách hàng quan tâm đó. Tại vì sao? Là xe của mình
khi mà mình vận hành mà những hãng người ta đã giao là chắc chắn là đầy đủ, họ đã kiểm tra, chẳng hạn như Isuzu Lộc Phát cái chỗ bên em là Biên Hòa Đồng Nai, thì bên em đã trước khi giao xe bên em phải kiểm tra từng cái khuôn mẫu ha, từng cái khuôn mẫu. Rồi phía sau cũng sử dụng phanh đĩa nha quý khách hàng nha, phanh đĩa mâm 18 inch sử dụng vỏ đun lớp ha, kèm theo cái về trắng bùn, khung gầm rời đó. Em quay khung gầm cho quý khách hàng xem đó, thấy không? Không có cái xe nào mà cái hệ thống mà cầu sao á, cái cầu sao á đó, cái V-size nó bự như vậy. Thường chỉ có Isuzu nó mới có được cái mảng như vậy thôi đó. Kèm theo tích hợp đèn báo rẽ trên gương, tay nắm cửa màu trắng, và có tích hợp một cái đường viền trải dài từ cửa trước đến cửa sau mạ chrome hết nha quý khách hàng nha. Đó, quý khách hàng nhìn thấy không? Xe của mình thì ở phía sau thì nói chung là mang một cái thiên hướng nó đẹp, cái trường nó thu hút hấp dẫn xe, thu hút hấp dẫn, quý khách hàng nhìn thấy không? Ngay cả em còn nhìn thấy sự thu hút này, cái thu hút này nó lạ lắm, nó lạ lắm. Cho nên các bạn có thể nhìn sơ qua là biết rồi. Đây là cái đồ móc xe nè, móc xe nó bự chà bá như thế này, hơn cả ngón tay cái không biết thằng nha. Rồi ok, ở phía sau chúng ta sẽ có anten vây cá nè, anten vây cá cánh bướm gió nè, cánh bướm ha, kèm theo cái gạt mưa sau có chữ Isuzu đặt nằm giữa. Thì đối với 945 triệu thì đối với con này thì quý khách hàng có thể sở hữu, em thấy giá tốt á. Rồi ok, thì phần đèn ở phía sau thì vẫn là cụm led thu hút ánh sáng nhìn ha, và lùi là sẽ là halogen thôi, và kèm theo đó là chữ Isuzu V7 Plus có tích hợp mạ chrome cho quý khách hàng nha, rất là nổi. Đây Isuzu nè, mua ít nè đó. Và cái xe này á là bên em luôn luôn tặng phim cho quý khách hàng, là gọi là phim cách nhiệt đó. Phim cách nhiệt này thì nó sẽ được ba em bảo hành cho quý khách hàng 10 năm. Nếu mà trong quý khách hàng là trong quá trình mà quý khách hàng sử dụng á, bong chóc hay là gặp vấn đề thì bên em sẽ sửa chữa cho quý khách hàng hoàn tất như ban đầu, nên quý khách hàng không còn phải quan tâm về cái vấn đề này ha. Và xe của mình sẽ sử dụng dầu 001. Tại vì sao? Con này đã lên cái động cơ Euro 5 rồi thì nó sẽ sử dụng dầu 001. Ví dụ như là quý khách hàng đang đi đường gặp vấn đề gì đó, ví dụ như hết dầu đi trong rừng chẳng hạn, mình có thể đổ một ít dầu 005 để mình chạy thôi, chẳng dụ như 200 chẳng hạn, đổ một phần nào đó thôi. Nếu mà quý khách hàng dùng dầu 005 nhiều quá nó sẽ bị gào máy nha, gào máy không có tốt cho về sau. Em chỉ nói thiên hướng như vậy thôi. Đây đó, đặt cách của cái xe của mình đó. Rồi ok, mình đi trong xe thì sẽ có cái gì? Nội thất thì cái tiếng đóng cửa nè quý khách hàng thấy không, rất là đầm luôn. Đây cứng lắm, xe này rất là cứng cho quý khách hàng nha, cứng cáp bề thế nè. Thì đi con này thì khỏi phải bàn, tự tin cá tính luôn. Rồi thì trên cái phần nội thất thì 2023 nó sẽ là một nội thất màu da nâu như quý khách hàng nha, nâu sủa giống như liệu cà phê kèm theo một chút giả nâu ở đây. Cái này không phải là bằng gỗ đâu, bằng nhựa cho quý khách hàng nha, bằng nhựa. Tích hợp gương kính chính điện, cặp điện nè, hạ lên hạ xuống là auto một chạm hết nè, cặp điện nè đó. Nói chung là em tự quay thì nói chung là cũng khó khăn, ở ngoài tiếng ồn cũng hơi nhiều. Rồi ok, thì cái con bảng này là bảng tiêu chuẩn, thì chúng ta sẽ có là ghế sẽ là ghế chính cơ như quý khách hàng nha. Trong tầm tiền này thì ghế chính cơ thì thay nhiều quý khách hàng mua một con Fortuner số sàn thì quý khách hàng có thể suy nghĩ đến con này, em nghĩ là ok á, chất lượng. Hay làm lạnh sâu như quý khách hàng, làm lạnh sâu đó. Mấy cái này là thiên hướng bình thường nè, không nói gì đó. Cân bằng điện tử hỗ trợ lên dốc xuống dốc đầy đủ hết, mua xe chỉ có về xài thôi. Và cái này thì chúng ta sẽ có là da nha quý khách hàng nha, da chống nóng,
da chống nóng ha. Và kèm theo đó là mở đèn nè, sẽ là mở đèn chỉnh cơ, gạt mưa cơ. Tại vì trong giá tiền này thì nói chung là bình thường thôi, không có lẫy qua lăng. Rồi ok, mình bước lên xe. Mình bước lên xe. Thì mình bước lên xe thì chúng ta sẽ thấy cái màn hồ đồng hồ táp lô nè, có một cái dạng led nhỏ, kèm theo đó là đàm thoại rảnh tay, ca lệnh giọng nói, những nút volume nè, đuôi control, gọi là ga tự động cho quý khách hàng nha. Tất cả các xe này là đều giờ phải có rồi, bây giờ rồi. Còn cái này là những cái nút chỉnh, chỉnh của bên em thôi. Chỉnh ví dụ như quý khách hàng gặp vấn đề gì bên em sẽ chỉnh hết. Ha. Rồi, con này xài chìa khóa chỉnh cơ, và có nút điện. Và trên cái xe của mình thì gương chống chói sẽ là chống chói cơ như quý khách hàng nha. Chống chói cơ, đây, chống chói cơ. Đó, kèm theo với đó là cái xe của mình nè, có không có màn hình thì bên em sẽ tặng cho quý khách hàng màn hình 9 inch, màn hình 9 inch, cái dạng màn hình OLED nha. Thì cái màn hình đó là màn hình xịn đó, tại vì cái màn hình này là bên em cũng bảo hành trong cái quá trình mà quý khách hàng mua xe luôn, cho nên quý khách hàng cứ yên tâm mà xài. Đây là điều hòa chỉnh cơ như quý khách hàng nha, điều hòa chỉnh cơ, gió trong gió ngoài nè, cũng chỉnh cơ luôn, nút AC ha. Rồi cân bằng điện tử nè, xe này bây giờ bắt buộc phải có cân bằng điện tử như quý khách hàng nha. Hỗ trợ xuống dốc lên dốc tự động, con này là phanh tay tự động auto hold, và kèm đó là hộp số 6 cấp tự động nha quý khách hàng nha. Nói chung là 1.9 thì có turbo thì nó không yếu đâu, quý khách hàng cứ yên tâm, em cam đoan như vậy á. Đây học để đồ nè. Rồi ok, mình ra phía sau xe. Ở phía sau xe thì nói chung là nó bằng phẳng, và có ổ cắm điện nè. Ổ cắm điện này là 150W nha quý khách hàng nha. Quý khách hàng có thể cắm khi mà sạc laptop được luôn. Laptop được có thứ đầy đủ hết. Loa sau. Nè, loa sau nè. Ở phía sau xe thì chúng ta sẽ mở cơ nha. Không phải mở điện tự động đâu. Nếu mà mở điện tự động như bản cao cấp thì giá nó sẽ độn lên rất là nhiều. Ở phía sau này quý khách hàng có thể là trải một cái tấm nệm nhỏ, cho ví dụ như vợ con mình đi ra ngoài phía Bắc phía Nam gì đó, để mình đi du lịch, mình trải tấm nệm mỏng ở đây thì vợ con mình ngầm nghỉ thì mình chạy xe nó cũng an tâm hơn, thoải mái cho gia đình, giống như một cái không gian nhỏ vậy đó. Phía sau này chị kia nó hóc đồ nè, đó hóc đồ, ví dụ như để giày để đồ đó, chống hôi ha, chống hôi. Đây thêm cái phần con đội đồ cái thứ đầy đủ hết. Rồi ok, bây giờ em sẽ kết thúc cái video và em sẽ báo cho quý khách hàng coi cái giá như thế nào. Thì cái giá em cũng đã nói trong video rồi, cho nên quý khách hàng cứ yên tâm. Rồi ok, em xin phép quý khách hàng em kết thúc video tại đây. Nếu mà quý khách hàng nào có nhu cầu quan tâm tham khảo Isuzu V7 Plus, một cầu số tự động tiêu chuẩn, thì cứ alo cho em qua số 0349 311 400. Em sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng tư vấn tận nhà, lái thử tận nhà luôn nha. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm.